Thân mến chào các em. Tuần rồi thầy vừa trao đổi với các em về phương trình vi phân toàn phần. Bài phương trình vi phân toàn phần đã khép lại phần phương trình vi phân cấp 1 của chúng ta. Trước khi qua phương trình vi phân cấp 2, trước hết chúng ta sẽ trao đổi với nhau về số phức. Ở đây chúng ta cũng trao đổi một cách sơ lược thôi, cũng giống như ở lớp 12 các em cũng đã từng học một cách sơ lược về số phức rồi. Thì chúng ta sẽ trao đổi một cách tương đối sơ lược về số phức để dùng nó trong việc xét và khảo sát phương trình vi phân tuyến tính cấp 2. Và bây giờ mời em vào phần nội dung của số phức. Chúng ta có định nghĩa số phức như sau: tập hợp tất cả các số phức được ký hiệu là C. Được ký hiệu là C. Được định nghĩa là C bằng tập hợp tất cả các số Z bằng A cộng IB sao cho AB thuộc về R và Y bình phương bằng trừ 1. Các em thân mến, như các em đã biết là hồi giờ chúng ta học là một số bình phương luôn luôn lớn bằng 0. Nhưng tại sao ở đây lại có Y bình phương bằng trừ 1? Đó là một vấn đề mới trong chương trình lớp 12 đó. Thì chúng ta cũng có thể nói sơ lược qua cái nguồn gốc của những cái tập hợp các số tự nhiên và tập hợp số thực chẳng hạn. Thì như hồi xưa các em biết là gia tài người ta không có hãy tính bằng tiền mà là những con bò, những con cừu, những con lạc đà. Người ta có nhu cầu tính toán những đồ vật mà người ta có, do đó người ta nghĩ ra số tự nhiên N. Và có hai trường phái, một trường phái cho rằng trong số tự nhiên N không có số 0 và một trường phái cho rằng có số 0. Dĩ nhiên là cuối cùng trường phái cho rằng có số 0 là đa số hơn và bây giờ chúng ta cũng quy ước rằng tập hợp các số tự nhiên N là có số 0. Bởi vì số 0 cũng tồn tại một cách rất là tự nhiên. Nhưng không phải lúc nào người ta cũng có như khi người ta mắc nợ. Chẳng hạn như gia tài của tôi cộng thêm 3 con bò nữa là bằng 0. Điều đó có nghĩa là tôi nợ 3 con bò. Có nghĩa là người ta đã bất lực trong cái việc giải phương trình x cộng 3 bằng 0 thì tương đương với x bằng trừ 3, nó không còn thuộc về n nữa. Do đó người ta lại nghĩ ra tập hợp các số nguyên tương đối là tập hợp z. Nhưng mà sau đó khi người ta bất lực trong việc giải phương trình 3x bằng 5 thì tương đương với x bằng 5 phần 3. 5 phần 3 không thuộc về z nữa. Do đó người ta nghĩ ra cái việc thành lập số hữu tỉ quy, tức là có dạng em trên anh với em mà n thuộc z và anh n khác không. Tập hợp các số hữu tỉ có nghĩa là gì? Hữu là có, tỉ là tỉ số, là có nghĩa là có thể viết thành dạng tỉ số. Rồi người ta lại bất lực trong việc tính đường chéo của hình vuông với cạnh là 1 thì đường chéo của nó thì là căn 2. Căn 2 không còn thuộc về quy nữa. Do đó người ta nghĩ ra tập hợp các số thực R là gồm tất cả các số hữu tỉ và các số vô tỉ để giải quyết cái phương trình x bình phương bằng 2 chẳng hạn thì tương đương x bằng cộng trừ căn 2, nó không còn thuộc về quy nữa mà nó chỉ thuộc về R. Rồi sau đó người ta cũng lại bất lực trong việc giải phương trình x bình phương bằng trừ 1 chẳng hạn. Thì người ta lại nghĩ ra tập hợp các số phức như là chúng ta đang trao đổi ở đây. Mà tập hợp các số phức thì có ứng dụng nhiều trong phương trình vi phân cũng như là trong các môn vật lý như là các trường điện từ, điện tử chẳng hạn đó. Và bây giờ chúng ta tiếp tục nói về một cách sơ lược về các số phức trước khi bước qua phương trình vi phân tuyến tính cấp 2. Với số phức z bằng a cộng bi thì ta nói r là phần thực, tức là real là tiếng Anh là phần thực đó các em. Của nó z và b là imaging là phần ảo của z. Thì chúng ta thấy rằng có một sự liên quan giữa tập hợp R và C. Bởi vì với mọi A thuộc về R, thì suy ra A có thể viết thành dạng là A cộng 0 nhân Y. Thì cái dạng này là thuộc về C. Với mọi A thuộc R dẫn đến A thuộc về C. Điều đó có nghĩa là tập R là một tập con của C. Tập R là tập con của C. Và bây giờ
chúng ta biết rằng mỗi số phức nó sẽ có một số phức liên hiệp của nó. Hai số phức Z bằng A cộng BI và Z bằng Z gặp, chúng ta đặt là Z gặp bằng A trừ BI, được gọi là hai số phức liên hợp. Và chúng ta cũng biết rằng mỗi số phức Z bằng A cộng BI luôn luôn ứng duy nhất với một điểm AB thuộc về R2. Nói cách khác đi là chúng ta có thể thành lập một song ánh từ C vào R2. Nên chúng ta có thể đồng nhất tập hợp các số phức C với tập R2. Do đó thay vì tính toán trên C, các em có thể tính toán trên R2. Và sau đây chúng ta sẽ nói sơ lược qua những phép tính trên C. Bây giờ chúng ta cho hai số phức Z1 bằng A1 cộng IB1 và Z2 bằng A2 cộng IB2. Ta có các phép tính sau. Thứ nhất là hai số phức bằng nhau khi nào? Hai số phức bằng nhau khi và chỉ khi phần thực bằng phần thực và phần ảo bằng phần ảo. Giống như là A1 B1 bằng A2 B2 trong R2 vậy đó các em. Mới nào. Rồi cộng hai số phức là gì? Số phức Z1 cộng Z2 là chúng ta lấy phần thực cộng với phần thực và phần ảo cộng với phần ảo. Chúng ta đặt y làm thừa số chung vậy đó. Giống như cộng hai số thực bình thường và đặt y làm thừa số chung. Trừ hai số phức là sao? Là chúng ta lấy phần thực trừ phần thực và phần ảo trừ phần ảo. Giống như chúng ta trừ hai số thực bình thường và lấy y làm thừa số chung. Tính toán trên số phức thì các em cũng giống như tính toán trên số thực thôi. Với một quy ước là y bình phương bằng trừ 1 vậy thôi. Rồi chúng ta qua phép nhân và phép chia hai số phức. Cái này các em học lớp 12 rồi, do đó ở đây chúng ta nói nhanh ra thôi. Chúng ta lặp lại là hai số phức Z1 bằng A1 cộng IB1 và Z2 bằng A2 cộng IB2. Khi đó chúng ta có Z1 nhân Z2 là bằng A1 cộng IB1 nhân với A2 cộng IB2. Bây giờ các em chỉ cần nhân hai số thực với nhau thôi đi, coi y bình phương bằng trừ 1. Thì các em nhân vô nè, chúng ta có là A1, A2 nè, đó. Rồi ở đây chúng ta có là gì? IB1 nhân IB2 tức là y bình phương B1 nhân B2, mà y bình phương bằng trừ 1. Do đó chúng ta viết là trừ B1, B2. Còn chúng ta đặt y làm thừa số chung thì chúng ta có cái gì nào? A1, B2 này đó. Cộng với gì? A2, B1 đó. Thì nhân hai số phức chúng ta được như vậy. Chúng ta cứ nhân giống như là nhân hai số thực bình thường và quy ước rằng y bình phương bằng trừ 1 vậy thôi. Còn nếu nhớ công thức này thì các em dùng luôn, nếu không thì các em cứ nhân ra như hai số thực bình thường. Rồi bây giờ chia hai số phức. Bây giờ chúng ta lấy A1 cộng IB1 chia cho A2 cộng IB2. Chúng ta nhân tử và mẫu cho số phức liên hiệp của A2 cộng IB2, tức là nhân cho A2 trừ IB2. Chúng ta có là A cộng B nhân A trừ B là A bình phương trừ B bình phương, tức là A2 bình phương trừ Y bình phương B2 bình phương. Y bình phương là trừ 1, do đó trừ Y bình phương là 1, do đó mẫu số sẽ bằng A2 bình phương cộng B2 bình phương. Cái này chính là độ dài của vector A2, B2 đó các em. Đó. Rồi tử số các em nhân ra nè, A1, A2 xuống đây. Trừ y bình phương B1, B2, trừ y bình phương là bằng 1, do đó chúng ta viết là B1, B2. Còn ở đây nè, đặt y làm thừa số chung, chúng ta có A2, B1 và trừ A1, B2 đó. Mẫu số giữ nguyên. Thì chia hai số phức, thì các em nhân lượng liên hiệp của số phức Z2 cho tử và mẫu, nhân số phức liên hiệp á. Hồi xưa trong căn chúng ta hay gọi là lượng liên hiệp, ở đây là số phức liên hiệp của Z2. Thì ở đây chúng ta cũng qua nhanh thôi các em đó. Bây giờ chúng ta coi cái ví dụ nè. Ví dụ như cho hai số phức Z1 bằng 5 cộng 2Y, Z2 bằng 3 trừ 4Y.
Chúng ta có Z1 cộng Z2 là lấy phần thực là 5 cộng với 3 là bằng 8. Phần ảo cộng phần ảo là 2y trừ 4y là bằng trừ 2y. Tương tự như vậy, chúng ta lấy Z1 trừ Z2 nghĩa là lấy phần thực trừ phần thực, tức là 5 trừ 3 là 2. 2y trừ với 4y trừ cho trừ 4y là thành cộng 4y là thành cộng 6y. Đó, đó là cộng và trừ hai số phức. Bây giờ chúng ta có nhân hai số phức nè. Chúng ta lấy Z1 nhân Z2 bằng 5 cộng 2y nhân với 3 trừ 4y. Chúng ta không cần nhớ công thức. Chúng ta cứ nhân ra bình thường như nhân hai số thực nè. 5 lần 3 là 15. 2y nhân với trừ 4y là trừ 8y bình phương. Mà trừ y bình phương là bằng 1, trừ 8y bình phương là bằng 8. 15 cộng 8 tức là bằng 23. Rồi chúng ta lấy những cái số mà có y nè, cộng lại với nhau. 2y nhân với 3y là 6y. 6y trừ 20y là còn trừ 14y. Vậy chúng ta có Z1 nhân Z2 bằng 23 trừ 14y. Tương tự như vậy, chúng ta lấy Z1 chia Z2. Chúng ta nhân cho số phức liên hợp của Z2, tức là nhân cho 3 cộng 4y nè, tử và mẫu. Thì mẫu số có A bình phương cộng B bình phương là 3 bình phương cộng 4 bình phương, tức là bằng 25. Còn hai cái này nhân với nhau chúng ta có nè, 5 bằng 3 là 15. 2y nhân với 4y là 8y bình phương. 8y bình phương là bằng trừ 8. 15 trừ 8 là còn 7. Và cái này chúng ta có là gì? 5 nhân cho 4y là 20y. 2y nhân với 3 là 6y. 6y cộng với 20y là 26y. Mẫu số là 25 giữ nguyên. Như vậy là chúng ta có các ví dụ về cộng trừ nhân chia hai số phức. Và điều này các em cũng đã học ở lớp 12 rồi. Do đó ở đây chúng ta cũng nói sơ lược thôi. Tuy nhiên các em cứ học một cách sơ lược hoài thôi. Bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian để dừng lại lâu ở một nội dung nào cả, mà phải tiếp tục bước đi. Đôi khi các em học giống như là cưỡi ngựa xem hoa vậy đó. Vì ngựa chạy nhanh quá nên các em không biết đó là hoa hồng, hoa lệ, hoa lan hay hoa cúc, mà chỉ thấy xanh đỏ tím vàng vậy thôi. Do đó nếu các em muốn hiểu sâu vấn đề thì các em phải tự mày mò, tự đọc thêm và kiên nhẫn, chuyên cần trong việc tự học. Chứ còn các em học ở trường, ở lớp hoặc là ở trên HTV4 thì cũng chỉ là thoáng qua thôi. Không có thời gian để dừng lại lâu đâu. Mà các em muốn giỏi thì các em phải tự học thêm rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta tiếp tục cái nội dung của chúng ta. Cái dạng A cộng IB được gọi là dạng đại số của số phức. Và chúng ta có một cái dạng mới của số phức được gọi là dạng lượng giác. Bây giờ cho số phức A cộng IB, bây giờ chúng ta có thể đồng nhất số phức này với cái điểm M có tọa độ là AB trong R2 gì đó. Bây giờ các em để ý là cái vector OM sẽ có độ dài là căn A bình phương cộng B bình phương. Thì R bằng độ dài của vector OM là bằng căn A bình phương cộng B bình phương. Được gọi là mô đun của số phức Z và hoặc là mô đun của số phức Z gạch. Và thật ra nó lại bằng căn bậc 2 của Z nhân Z gạch. Như chúng ta đã biết ở trên, trong phép chia hai số phức đó, Z nhân Z gạch là bằng A bình phương cộng B bình phương. Căn bậc 2 ra thì được gọi là mô đun của số phức Z. Và là mô đun của số phức Z gạch luôn đó các em. Và chúng ta đặt phi bằng góc định hướng giữa OX và OM. Thì phi này được gọi là acquiman của Z. Và tất cả những acquiman của Z chúng ta ký hiệu là acquiman của Z với A viết là AN. Và bây giờ chúng ta thử coi dạng lượng giác của số phức Z là như thế nào. Như lớp 12 các em học đó, thì các em có thể tính được cái cos phi là bằng A chia cho R, tức là bằng độ dài của vector OM rồi đó. Sin phi là bằng B chia R. Chúng ta viết lại là A là bằng R nhân cos phi, B là bằng R nhân sin phi. Do đó A cộng IB chúng ta viết lại thành là R cos phi cộng I R sin phi. Chúng ta đặt R làm thừa số chung thì còn lại cos phi cộng I sin phi. Thì cái dạng này được gọi là dạng lượng giác của số phức Z này nè, A cộng IB nè, dạng này được gọi là dạng lượng giác của số phức. Và bây giờ chúng ta thấy số phức có thể viết cái một dạng mới về dạng lượng giác.
Và với dạng này chúng ta thích tính toán là nhân và lũy thừa lên rất đơn giản hơn là cái dạng kia. Và bây giờ ví dụ như chúng ta cho số phức z bằng y. Y có thể viết dưới dạng là 0 cộng 1 nhân với y. Thì dạng lượng giác của số phức z là gì? Chúng ta viết là 1 nè. 0 là gì? Cos bin 2 là 0. Sin bin 2 là 1. Do đó 0 cộng 1 nhân y chúng ta viết là cos bin 2 cộng y sin bin 2. Thì đây là dạng lượng giác của số phức z bằng y. Đó. Tương tự như vậy chúng ta có một ví dụ nữa. Cho số phức z bằng trừ 1. Thật ra cái này là số thật nhưng mà nó thuộc về C luôn. Mà là bằng trừ 1 cộng với 0 y. Thì chúng ta viết lại là gì? R là bằng căn của A bình phương cộng B bình phương là 1. Chúng ta cái tan phi là bằng gì? Bằng là B chia cho A đó. Tức là sin chia cho cos đó. Là B chia A là bằng 0. Chúng ta có thể chọn phi như thế nào? Chúng ta chọn phi như thế nào cho A nhân với cos phi là dương là được rồi. Phải không nào? Chúng ta chọn phi bằng B. Phi bằng B tức là cos phi bằng trừ 1 và sin phi bằng 0. Vậy thì chúng ta có dạng lượng giác của số phức z bằng trừ 1 là 1 nhân cho cos bi cộng y sin bi. Tại cái này 0 này nè các em. Đó. Thật ra chúng ta có thể chọn phi như thế nào. Thì chúng ta chọn phi sao cho a nhân với cos phi dương sau khi chúng ta giải tan phi bằng gì đó. Nhưng mà chính xác hơn thì các em lưu ý. Chúng ta có cái nhận xét sau đây. Bây giờ cho số phức z có dạng A cộng B. Thì dạng lượng giác sẽ là z bằng R cos phi cộng y sin phi. R chúng ta tính được dễ dàng là bằng căn A bình phương cộng B bình phương. Còn cos phi á là nó đồng dấu với A nè các em. Đó. Sin phi á nó cùng dấu với B. Do đó nếu A dương và B dương thì chúng ta chọn phi thuộc về phần tư thứ nhất của đường tròn lượng giác đó. Và nếu A âm và B dương tức là cos âm và sin dương thì chúng ta chọn phi thuộc phần tư thứ hai. Không nào? Tương tự như vậy, nếu như A âm và B âm tức là cos âm và sin cộng âm thì chúng ta chọn phi thuộc phần tư thứ ba. Và một trường hợp cuối cùng, nếu A dương và B âm, tức là cos dương và sin âm, thì chúng ta chọn phi thuộc phần tư thứ tư. Thì cái này là điều cơ bản của môn lượng giác mà tất cả các em đều đã biết rồi, phải không nào? Tất cả các em đều đã biết ở năm lớp 11. Đó là cách chúng ta chọn phi như thế nào cho phù hợp để đưa z từ dạng đại số về dạng lượng giác. Rồi ví dụ như chúng ta cho z bằng 1 trừ y thì chúng ta có tan của phi sẽ bằng là b chia a là bằng trừ 1. Phi sẽ bằng trừ bi trên 4 cộng với k bi. Thì chúng ta chọn phi như thế nào để cho a thì dương mà b thì âm này, phải không nào? Do đó chúng ta chọn phi thuộc phần tư thứ tư. Phi thứ tư tức là chúng ta chọn phi bằng trừ bi trên 4. Phải nào? Vậy dạng lượng giác của số phức z bằng 1 trừ y là R là bằng căn 2, chọn phi bằng trừ bi trên 4 là cos của trừ bi trên 4 cộng y sin trừ bi trên 4. Đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục một ví dụ nữa. Không nào? Ví dụ nữa, đưa dạng đại số về dạng lượng giác. Ví dụ cho số phức z bằng 3 cộng căn 3 y. Thì chúng ta có R là bằng gì? R là bằng căn của A bình phương cộng B bình phương là 9 cộng với 3 là 12 này đó. Hay là có thể viết là 2 căn 3. Tan phi là bằng B chia cho A là bằng căn 3 chia cho 3. Thì chúng ta có thể có phi bằng gì? B trên 6 cộng KB. Mà vì AB dương chúng ta chọn phi thuộc về phần tư thứ nhất. Do đó chúng ta chọn phi bằng B trên 6. Phi bằng B trên 6. Do đó chúng ta suy ra dạng lượng giác của Z là Z bằng R nhân với cos phi là cos bi trên 6 cộng y sin phi là sin bi trên 6. Đó.
thì các em chọn giống như chúng ta lưu ý ở trên, và cái lưu ý ở trên nó có phù hợp với cái điều mà các em đã học trong môn lượng giác của lớp 11 đó. Thế nào? Và như chúng ta biết rằng các argument của Z được xác định sai khác nhau K2B. Ví dụ như các em chọn phi bằng bi trên 4 thì các em cũng có thể chọn phi bằng bi trên 4 cộng với 2B nữa là 9B trên 4 chẳng hạn, nó giống nhau thôi. Hay là phi bằng trừ bi trên 4, trừ bi 4 cộng 2B nữa là 11B trên 4 thì nó cũng giống nhau thôi. Thôi nào. Và bây giờ chúng ta coi cách chúng ta nhân hai số phức Z dưới dạng lượng giác như thế nào. Bây giờ chúng ta có Z1 bằng R1 cos phi 1 cộng y sin phi 1. Z2 bằng R2 cos phi 2 cộng y sin phi 2. Chúng ta lấy Z1 nhân Z2 là lấy hai cái này nhân với nhau nè. Chúng ta có R1 nhân R2 rồi hai cái này nhân với nhau. Thì nhân ra chúng ta có là cos phi 1 cos phi 2 cộng với y bình phương sin phi 1 sin phi 2, y bình phương là trừ 1, do đó chúng ta có cos phi 1 cos phi 2 trừ sin phi 1 sin phi 2. Có dạng là cos A cos B trừ sin A sin B là cos A cộng B, tức là cos phi 1 cộng phi 2. Và đặt y làm thừa số chung thì chúng ta lại có cái gì nào? Chúng ta có sin phi 1 cos phi 2 cộng với sin phi 2 cos phi 1. Sin A cos B cộng sin B cos A là thành sin của A cộng B đó. Thì chúng ta có R1 nhân R2 là bằng cos của hai cái này cộng lại với nhau, phải không? Cộng với y nhân sin của hai góc đó cộng lại với nhau. Tương tự như vậy, nhân thêm cho cái R3 nữa chẳng hạn. Nhân thêm cái Z3 nữa thì chúng ta có phi của ba cái cộng lại với nhau. Và ở trước là R1 nhân R2 nhân R3 vân vân. Vậy thôi, phải không nào? Chúng ta viết lại Z1, Z2 như ở trên thôi. Đó, viết lại. Bây giờ chúng ta lấy hai này chia nhau nè. Chia nhau thì chúng ta lấy R1 chia R2. Và cái cos phi 1 cộng y sin phi 1 chia cho cos phi 2 cộng y sin phi 2. Chúng ta nhân số phức liên hiệp của cos phi 1 cộng y sin phi 2 cho tử và mẫu. Thì chúng ta có mẫu số là thành A bình cộng B bình là 1. Bỏ đi, phải không? Còn tử số là cos phi 1 cộng y sin phi 1 nhân với cos phi 2 trừ y sin phi 2, chúng ta có là cos phi 1 cos phi 2 trừ y bình phương sin phi 1 sin phi 2 là thành là cos phi 1 cos phi 2 cộng sin phi 1 sin phi 2, cos a cos b cộng sin a sin b thành cos của a trừ b đó. Tương tự như vậy, đặt y làm sở hữu chung, chúng ta có là cos phi 1 nhân cho trừ y sin phi 1 sin phi 2. Đặt y làm sở chung thì chúng ta có là cái này trước nè, sin phi 1 cos phi 2 trừ cho sin phi 2 cos phi 1, sin a cos b trừ sin b cos a là bằng sin a trừ b. Đó là y sin phi 1 trừ phi 2. Thì chúng ta có z 1 chia z 2 là bằng như thế này. Và bây giờ chúng ta giả sử như chúng ta có Z bằng R1, R cos phi cộng y sin phi thì Z2 sẽ bằng là gì? Rồi lúc đó chúng ta có hai này giống nhau cộng lại là bằng 2 lần phi. Ở đây là 2 lần phi. Rồi Z3 là gì? Rồi 2 phi cộng 1 phi là 3 phi, vân vân. Bằng quy nạp chúng ta có thể chứng minh được công thức mo một cách dễ dàng như sau. Chúng ta có Z mũ N là bằng R mũ N nhân cho cos N phi cộng y sin n phi. Công thức này các em có thể chứng minh bằng quy nạp một cách dễ dàng. Vì nó đúng với n bằng 2 chẳng hạn, như bằng r bình phương cos 2 phi cộng cho y sin 2 phi. Bằng 3 chẳng hạn, các em có r mũ 3 cos 3 phi cộng y sin 3 phi, vân vân. Giả sử nó đúng với n bằng k, các em chứng minh nó đúng với n bằng k cộng 1. Cái này rất là dễ dàng. Các em chỉ nhớ thôi nào, nhớ thôi, khỏi cần chứng minh cũng được. Thích thì chứng minh bằng quy nạp.
thích thì chúng mình quy nạp, nếu không thì nhớ để dùng thôi cũng được đó. Và bên cạnh đó chúng ta cũng có công thức Euler là ơ mũ y x thì bằng cos x cộng y sin x. Công thức này thì chúng ta sẽ dùng trong cái lúc tìm nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính có phương trình đặc trưng có delta âm đó. Nếu muốn chứng minh công thức này thì các em phải dùng chuỗi Taylor đó, hay là hai công thức khai triển Taylor của ơ mũ u và ở đây là và của cos x rồi cộng công thức khai triển Taylor của cos x, công thức khai triển Taylor của sin x, công thức khai triển Taylor của ơ mũ u với u bằng y x thì các em cộng lại thì các em thấy có công thức này thôi. Nhưng bây giờ các em nhớ để dùng cũng được, khỏi cần chứng minh gì cả. Ơ mũ y x thì bằng cos x cộng y sin x. Và bây giờ chúng ta qua một cái phần nữa, tức là khai căn của một số phức z. Thì chúng ta có căn bậc n của một số phức c thuộc về tập hợp c lớn, được ký hiệu là căn bậc n của c là những số phức z sao cho z vũng n bằng c, thì cũng giống như định nghĩa căn bậc n của một số thật vậy thôi. Nhưng ở đây các em sẽ thấy nó có cái khác với số thật một chút, khác nhiều đó, chứ phải khác chút rồi đó. Nếu như c khác không thì căn bậc n của số phức c sẽ có n số phức khác nhau. Chẳng hạn như các em thấy là trong số thật á, căn bậc 2 của 4 là bằng mấy? Bằng 2 thôi. Nhưng trong số phức c thì căn bậc 2 của 4 là bằng cộng trừ 2 là bằng 2 số. Chẳng hạn như trong số phức, số thật căn bậc 3 của 8 thì bằng mấy? Bằng 1 số 2 thôi. Nhưng mà trong số phức căn bậc 3 của 8 là có 3 số phức lại. Đó, nó khác nhau. Chúng ta viết lại cái dòng vừa rồi đó. C khác 0 thì căn bậc n của C có n số phức. Ví dụ như cho một số phức khác 0 là z bằng r cos phi cộng y sin phi thì chúng ta chỉ cần r khác 0 là z khác 0. Bởi vì cos phi và sin phi không bao giờ đồng thời bằng 0 được cả. Thì lúc đó chúng ta có căn bậc n của z sẽ bằng căn bậc n của r nhân cos phi chia cho n cộng với k2b chia n cộng với y sin phi chia n cộng với k2b chia n với tất cả các k thuộc z. Và các em thấy rằng nếu như chúng ta cho k n số nguyên liên tiếp nhau thì các em sẽ được n số phức z khác nhau. Không nào? Chính vì vậy mà chúng ta suy ra là có n số phức là căn bậc n của một số phức z khác không nào đó. Và chúng ta giải thích cái điều vừa rồi là tại sao. Điều đó các em đã biết trong môn lượng giác lớp 11. Nhắc lại là khi chúng ta có x bằng alpha cộng với k2b trên n với k thuộc z và n là một số nguyên tự nhiên khác không, thì lúc đó khi cho k n số nguyên liên tiếp nhau thì chúng ta có được n đầu ngọn cung cách đều nhau trên đường tròn lượng giác. Phải nào? Cái này nó có vô số điểm x với mỗi k thuộc z thì nó có một x cụ thể, nhưng mà chúng ta khi biểu diễn trên đường tròn lượng giác thì chúng ta chỉ có n đầu ngọn cung khác nhau thôi chứ không phải vô số. Do đó cho k nhận n các số nguyên liên tiếp nhau thì chúng ta có n đầu ngọn cung khác nhau và cách đều nhau trên đường tròn lượng giác. Do đó cos của x chẳng hạn là cos của alpha cộng k2b chia n thì chúng ta có n giá trị khác nhau, sin cũng vậy, n giá trị khác nhau. Chính vì vậy mà nó mới có n số phức khác nhau là vậy đó các em. Ví dụ như là chẳng hạn như các em thấy, để dễ hiểu các em thấy là x bằng b trên 3 cộng với k2b chia 5 với k thuộc z. Thì cái này có 5 đầu ngọn cung trên đường tròn lượng giác nè, k2b chia 5. Thì cho k 5 số nguyên liên tiếp nhau, chẳng hạn như k bằng trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2 thì chúng ta có 5 đầu ngọn cung cách đều nhau và khác nhau. Đó. Cái này có 5 đầu ngọn cung.
chúng ta cho thêm một ví dụ, hai ví dụ nhỏ nhỏ nữa là ví dụ như cái này chẳng hạn, x bằng pi trên 3 cộng kpi trên 4 thì có mấy đầu ngoặc cung các em? Kpi trên 4 thì chúng ta coi như là k2pi trên 8. Vì vậy thì cái này cho k 8 số nguyên liên tiếp nhau thì chúng ta được 8 đầu ngoặc cung cách đều nhau và khác biệt nhau. Đó, có 8 đầu ngoặc cung. Tương tự như vậy, ví dụ như một cái niềng xe đạp nó có 36 cây câm chẳng hạn các em, thì chúng ta có thể biểu diễn mỗi đầu cây câm là x bằng k 10 độ với k thuộc z. K 10 độ chính là kpi, k2pi chia cho 36 đó, tức là kpi chia 18. Thì cái này nó có 36 đầu ngoặc cung trên đường tròn lượng giá. Thì cái điều này các em đã học từ lớp 11 rồi, thì chúng ta nhắc sơ sơ để giải thích tại sao căn bậc n của một số phức z khác không lại có n số phức z khác nhau. Đó. Ví dụ chúng ta đi tìm căn bậc 2 của cái số phức 7 trừ 6 căn 2y. Thì bây giờ chúng ta giả sử rằng căn bậc 2 này bằng A cộng IB với AB thuộc R. Bây giờ vấn đề chúng ta là đi tìm A và B. Để tìm A và B chúng ta bình phương hai cái này lên thì chúng ta được là 7 trừ 6 căn 2y bằng A bình phương. B y bình phương là trừ B bình phương cộng 2 lần AB nhân y với AB thuộc R. Hai số phức bằng nhau thì phần thật bằng phần thật và phần ảo bằng phần ảo. Chúng ta có là A bình phương trừ B bình phương bằng 7 và 2AB sẽ bằng trừ 6 căn 2. Nào? Điều này sẽ tương đương với A bình phương trừ B bình phương bằng 7 với AB thuộc R. 2AB bằng trừ 6 căn 2. Chia 2 vế cho 2, chúng ta có là AB bằng trừ 3 căn 2. Rút B theo A, chúng ta có B bằng trừ 3 căn 2 chia A. Thế vào phương trình trên này, chúng ta được một phương trình bậc 4. Phương trình trùng phương theo A đó, bậc 4 theo A, phương trình trùng phương theo A. Chúng ta tìm được A bình phương bằng cộng trừ 9. Nhưng vì A là số thật nên chúng ta loại nghiệm A bình phương bằng trừ 9. Chúng ta chỉ nhận nghiệm A bình phương bằng 9 thì tương đương với A bằng 3 và A bằng trừ, hay A bằng trừ 3. A bằng 3 thế vào đây chúng ta được B bằng trừ căn 2. A bằng trừ 3 thế vào đây chúng ta được B bằng căn 2. Suy ra căn bậc 2 của số phức này nào? Sẽ có hai số phức là 3 trừ căn 2y, tức là 3 là A bằng 3 thì B bằng trừ căn 2 này, hay bằng trừ 3 cộng căn 2y, nếu A bằng trừ 3 thì B bằng căn 2 này đó. Đó là chúng ta tìm với dạng đại số. Bây giờ chúng ta xét thêm những ví dụ tìm căn bậc 2 của số phức z dưới dạng lượng giác. Chúng ta sẽ xét căn bậc 2 của số phức z dưới dạng lượng giác. Ví dụ tìm căn bậc 4 đi của trừ 2. Tìm căn bậc 4 của trừ 2 thì chúng ta biết sẽ có 4 số phức z lận. Nhưng trước hết chúng ta viết dưới dạng lượng giác trước khi chúng ta. Chúng ta có trừ 2 là bằng 2 nhân với cos pi. Cos pi là mấy? Cos pi là trừ 1, cho đó là trừ 2 rồi. Do đó cộng y sin pi, sin pi là 0. Do đó dấu bằng này là hiển nhiên đúng không nào? Do đó chúng ta có căn bậc 4. Áp dụng công thức này nè. Căn bậc n của z là bằng căn bậc n của r. R ở đây bằng 2 luôn đó các em. Nhân cho cos phi cộng k2pi chia n cộng y nhân sin phi cộng k2pi chia n với k thuộc z. Nhưng mà với tất cả các k thuộc z thì nó cũng bằng với chọn n k với n số nguyên liên tiếp nhau, chẳng hạn như từ 0 tới n trừ 1, hoặc là chẳng hạn như từ 1 tới n, hoặc là từ 2 tới n cộng 1, hoặc là từ trừ 1 cho tới n trừ 2, vân vân. Thì bây giờ chúng ta áp dụng công thức đó, chúng ta có căn bậc 4 của trừ 2 sẽ bằng đây nè, căn bậc 4 của 2 ở đây n bằng 4 nè, cos phi bằng bằng pi nè, cos của pi chia 4 cộng với k2pi chia 4 cộng với y
sin pi chia 4 cộng K2pi chia 4. Đó. Thì chúng ta có thể chọn K là 0, 1, 2, 3 hoặc là chọn K bằng trừ 1, 0, 1, 2 cũng được, vân vân. Chọn K là 4 số nguyên liên tiếp nhau là được rồi. Bây giờ chúng ta viết như vậy cũng được. Bây giờ chúng ta chọn K cụ thể đi nào. Bây giờ chúng ta chọn K bằng trừ 1, 0, 1, 2 đi cho nó dễ hơn là 0, 1, 2, 3, phải không nào? Thì chúng ta sẽ có 4 số phức Z là gì? Căn bậc 4 của trừ 2 sẽ có 4 giá trị là căn bậc 4 của 2 nè, đó. 1 trên căn 2 ở đây là chúng ta chọn K bằng mấy? Ở đây là gì? A dương B dương đi, nếu mà lấy dấu cộng thì chúng ta chọn K bằng bằng 0 đó. Rồi. Rồi A dương B âm thì chúng ta chọn K bằng trừ 1 đó, tức là K bằng trừ 1 thì nó sẽ là mấy? Chọn K bằng trừ 1 thì cái này là pi trên 4 trừ cho 2pi chia cho 4 là trừ pi chia 2. Nó là trừ K bằng trừ 1 thì chúng ta có là pi chia 4 trừ cho pi chia 2 là trừ pi chia 4, tức là phần tử thứ tư đó, thì chúng ta có là 1 trên căn 2 trừ cho y 1 trên căn 2, đó là K bằng trừ 1. Rồi bây giờ chúng ta chọn K bằng 1 chẳng hạn. K bằng 1 thì chúng ta có pi trên 4 cộng với pi trên 2 là 3, pi trên 4 thì cos âm nè là trừ 1 trên căn 2 nè. Và lúc đó sin là dương nè. Cộng cho y 1 trên căn 2. Và chọn K bằng 2 thì chúng ta có là cos của 3 pi trên 4, cos của mấy? 5 pi trên 4 chứ, cos của 5 pi trên 4. Sin 5 pi trên 4 là âm hết, chúng ta có số phức là căn bậc 4 của 2 trừ 1 trên căn 2 trừ y 1 trên căn 2. Nói chung là chúng ta có 4 số phức khác nhau bằng cách chọn K 4 số nguyên liên tiếp nhau, trừ 1, 0, 1, 2 hoặc là 0, 1, 2, 3 cũng được, hoặc là 1, 2, 3, 4 cũng được, vân vân. Nói chung là vậy. Chúng ta xét thêm một ví dụ cuối cùng nữa trước khi chúng ta kết thúc cái phần sơ lược về số phức. Ví dụ chúng ta tìm căn bậc 3 của 1. Thì nếu trong số thật các em thì căn bậc 3 của 1 là 1 thôi, nó có 1 số thật thôi. Thế nào? Nhưng mà đối với số phức thì chúng ta có số 1 này được viết thành dạng lượng giác là 1 nhân với cos của 0 cộng y sin của 0. Do đó căn bậc 3 của Z áp dụng công thức này nè, công thức quen thuộc đó các em đó, thì sẽ bằng gì? Căn bậc 3 của 1, R bằng 1 nè, cos của 0 cộng K2pi chia 3, y sin của 0 cộng K2pi chia 3. Chúng ta sẽ chọn K bằng 3 số nguyên liên tiếp nhau, chúng ta sẽ được 3 số phức khác nhau. Chẳng hạn chúng ta chọn K bằng trừ 1 đi, thì chúng ta sẽ có gì? Thôi chúng ta chọn K bằng 0 trước đi, chọn K bằng 0 thì chúng ta có cái này 0, cos 0 cộng y sin 0 là 0. Nó chính là 1, nó là một số thuộc số thật đó. Tại nó... Rồi chọn K bằng trừ 1 thì nó là cos của trừ 2 pi trên 3, sin trừ 2 pi trên 3, lúc đó cả hai cùng âm hết nè, sin cos cùng âm. Chọn K bằng 1 nó là cos của 2 pi trên 3 là âm, phải không? Sin 2 pi 3 là dương, thì chúng ta có 3 số phức Z như thế này. Đó. Chúng ta viết lại cái dòng ở trên thôi. Đó, cái này chọn K bằng 0 nè, cái này chọn K bằng 1 nè, cái này chọn K bằng trừ 1 đó. Chúng ta có 3 số phức khác nhau với căn bậc 3 của số 1. Trong R thì chúng ta chỉ căn bậc 3 của 1, chúng ta chỉ có một số thật duy nhất là 1 thôi. Ở đây tới 3. Do đó các em thấy rõ ràng sự khác nhau giữa căn bậc N của một số phức và căn bậc N của một số thật khác không là vậy đó. Và cái ví dụ này cũng khép lại cái nội dung sơ lược về số phức của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Và bài kế tiếp thầy sẽ nói với các em về phương trình vi phân tuyến tính cấp 2. Và hẹn gặp lại em trong kỳ tới. Thân chào các em, mong các em thành công và cố gắng tự nghiên cứu thêm nhiều hơn nữa ngoài bài giảng ở trường và trên HTV4.